Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hoa hồng của bông hoa hồng này. Mình sẽ móc một dây dài, sau đó mình sẽ cuộn tròn lại thành hoa. Nếu như các bạn thấy một số bông hoa hồng người ta móc từng cánh rời, sau đó người ta ráp lại, thì ở bông hoa hồng này mình không cần phải ráp từng cánh, mà mình chỉ móc một dây dài bao gồm tất cả những cánh này và mình sẽ cuộn lại. Thì bông hoa này các bạn có thể dùng để trang trí lên mũ, lên túi xách, hoặc là chúng ta cũng có thể gắn lên trên một cái thân hoa để làm hoa để cắm vô bình. Thì để thực hiện bông hoa này các bạn cần chuẩn bị là sợi cô tông Việt Nam. Ở đây mình dùng sợi cô tông Việt Nam loại 1 mm màu đỏ để làm hoa, và mình dùng màu xanh để làm đài hoa. Kim móc 1,5 tới 1,75 mm. Kẽm nhỏ. Thân hoa. Thân hoa các bạn có thể tự làm bằng cách dùng băng keo sáp quấn xung quanh 3 tới 5 sợi kẽm. Kéo. Băng keo sáp màu xanh. Và kim để may. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng thêm súng bắn keo. Đầu tiên, các bạn sẽ móc phần hoa này. Mình dùng sợi cô tông Việt Nam màu đỏ. Các bạn gầy 60 mũi bính. Ở đây mình dùng sợi cô tông Việt Nam, còn các bạn muốn bông hoa mình có độ bóng đẹp hơn thì các bạn có thể dùng sợi dù. Nhưng mà sợi dù thì nó hơi to hơn sợi cô tông này một chút. Mình móc 60 mũi bính. Còn nếu như các bạn muốn hoa nó nhỏ hơn thì các bạn sẽ móc ít mũi bính hơn, hoặc là các bạn muốn hoa mà nó to hơn thì các bạn móc nhiều mũi bính hơn. Sau khi móc xong 60 mũi bính thì chúng ta sẽ móc một hàng mũi đơn vào trong dây bính này. Đầu tiên các bạn sẽ móc lên một mũi bính lên hàng. Chúng ta sẽ bỏ qua cái mũi bính này và móc vào mũi bính thứ hai này. Các bạn móc mũi đơn lần lượt vào trong các mũi bính. Như vậy là sau khi móc xong hàng này, chúng ta sẽ được 60 mũi đơn. Mình đã vẽ sơ đồ móc như thế này. Thì bắt đầu là chúng ta móc một dây bính, sau đó các bạn móc một hàng mũi đơn vào trong dây bính này là hàng 1. Hàng thứ hai chúng ta sẽ móc những cái cụm 2 mũi kép vào trong cùng một chân, và ở giữa 2 mũi kép là có 2 mũi bính. Thì các bạn móc như sau. Chúng ta lên 3 mũi bính. 3 mũi bính này được tính là một mũi kép. Như vậy là cụm đầu tiên chúng ta sẽ móc thêm 2 mũi bính ở giữa và một mũi kép vào cùng chân với lại 3 mũi bính ở đầu. Các bạn bỏ qua 2 mũi không móc và móc một mũi kép vào trong mũi thứ ba.
móc thêm 2 mũi bính ở giữa và 1 mũi kép vào cùng chân với mũi kép phía trước. Tiếp tục bỏ qua 2 mũi không móc và móc 1 mũi kép vào mũi tiếp theo. Móc thêm 2 mũi bính ở giữa và 1 mũi kép vào cùng chân. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới hết hàng. Đó là bỏ qua 2 mũi không móc và móc 1 mũi kép, 2 mũi bính, 1 mũi kép vào một chân tiếp theo. Hàng thứ ba, chúng ta sẽ móc những cụm 4 mũi kép và ở giữa 4 mũi kép này có 2 mũi bính. Và những cái cụm này thì chúng ta sẽ móc vào phần 2 mũi bính ở giữa 2 cái mũi kép ở hàng trước. Các bạn sẽ móc 3 mũi bính đầu tiên. 3 mũi bính này tính là 1 mũi kép. Chúng ta sẽ móc 1 mũi kép tiếp theo là 2 mũi. Sau đó móc 2 mũi bính ở giữa. Và các bạn móc 2 mũi kép vào cùng cái chân này. Như vậy là được một cụm đầu tiên. Cụm thứ hai, chúng ta cũng móc 2 mũi kép. Và 2 mũi bính. Sau đó móc thêm 2 mũi kép. Các bạn nhớ là móc vào bên trong lỗ, cái lỗ mà lúc này chúng ta đã móc 2 mũi bính ở giữa đó, là tạo thành một cái lỗ ở giữa hai cái mũi kép này. Thì hàng này chúng ta sẽ móc vào trong cái lỗ này. Các bạn lặp lại như vậy cho tới hết hàng. Đó là móc 2 mũi kép vào trong lỗ. Móc thêm 2 mũi bính ở giữa và móc 2 mũi kép vào cùng lỗ này. Hàng thứ tư, chúng ta sẽ móc 8 mũi kép vào trong cùng một cái lỗ. Lỗ là được tạo thành bởi 2 mũi bính ở giữa cái cụm chúng ta đã móc ở hàng trước. Thì cứ một lỗ này chúng ta sẽ móc vào 8 mũi kép. Riêng ở cái cụm ở cuối hàng thì chúng ta sẽ móc không phải là 8 mũi kép mà là chúng ta sẽ móc vào đây là 12 mũi kép. Đầu tiên các bạn sẽ móc 1 mũi bính và chúng ta sẽ móc 8 mũi kép vào bên trong cái lỗ này. Cái lỗ mà chúng ta đã móc 2 mũi bính ở giữa cái cụm của hàng trước đó, thì bây giờ các bạn sẽ móc vào trong lỗ này 8 mũi kép. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các bạn sẽ móc 1 mũi trượt hoặc là 1 mũi đơn vào giữa 2 cụm của hàng trước. Mỗi một cụm là có 4 mũi kép. Thì bây giờ ở giữa hai cụm các bạn sẽ thấy có một cái lỗ như thế này, thì chúng ta sẽ móc vào đây. Ở đây mình móc một mũi trượt. Tiếp tục các bạn sẽ móc 8 mũi kép vào trong phần lỗ
ở giữa bốn mũi kép này. Chúng ta móc tám mũi kép này là chúng ta đang tạo cánh hoa. Sau khi móc xong hàng này thì chúng ta sẽ bắt đầu cuốn lại, thì những cái cụm 8 mũi này sẽ tạo thành những cái cánh hoa. Các bạn cứ móc cụm 8 mũi kép vào trong lỗ ở giữa 4 mũi kép ở hàng trước. Lặp lại như vậy cho tới hết hàng. Và riêng cái cụm ở cuối cùng thì chúng ta không móc 8 mũi mà các bạn sẽ móc 12 mũi. Sau khi móc xong 12 mũi kép ở cụm cuối cùng thì chúng ta sẽ kết vào cái mũi đầu tiên của hàng bên dưới này. Các bạn sẽ kết bằng một mũi trượt vào trong mũi đầu tiên. Và móc thêm một mũi bính để kết thúc. Chúng ta sẽ cắt dư ra một đoạn dài. Đoạn này chúng ta sẽ dùng để may ráp trong lúc mà chúng ta cuộn vào. Nếu như các bạn móc hoa để trang trí túi xách hoặc là trang trí mũ thì chúng ta sẽ không cần phải dùng kẽm, mà tới đây thì các bạn có thể cuộn tròn thành hoa, bắt đầu từ phần 12 mũi kép này. Các bạn sẽ cuộn tròn lại như thế này. Và trong khi cuộn thì chúng ta sẽ lấy cái sợi chừa ra này. Các bạn sẽ dùng kim để may cố định những cái cánh mà chúng ta đã cuộn tròn. Vừa cuộn chúng ta vừa may ráp để cho nó chặt lại. Đây, nếu như chúng ta dùng để trang trí thì các bạn chỉ cần cuộn lại như thế này thôi là chúng ta đã có một bông hoa hồng để trang trí rồi. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ráp bông hoa này vào thân hoa để làm hoa cắm vào bình. Chúng ta sẽ dùng kẽm nhỏ. Các bạn sẽ dùng một đoạn kẽm nhỏ. Bắt đầu từ phần 12 mũi kép mà chúng ta đã móc ở cuối đây. Các bạn sẽ dùng kẽm luồn từ dưới lên trên. Luồn qua những cái sợi ở trong những cái mũi kép mà các bạn đã móc này. Sau đó chúng ta sẽ bẻ gập đầu của kẽm xuống và luồn ngược lại vào trong những cái sợi này. Như thế này. Và chúng ta sẽ bắt đầu cuộn những cánh hoa lại. Trong khi cuộn thì chúng ta sẽ dùng kim để
may cố định vào, thì chúng ta sẽ xỏ cái sợi này vào trong kim. Để xỏ sợi chỉ vào trong kim cho dễ dàng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Các bạn sẽ dùng sợi chỉ để lên trên lỗ kim như thế này. Cầm cho thật chặt, sau đó các bạn vuốt mạnh ra. Vẫn giữ cái sợi chỉ ở trong tay và các bạn sẽ luồn qua phần lỗ. Thì như vậy nó sẽ không có bị sót sợi. Còn nếu như các bạn dùng đầu của sợi chỉ các bạn xỏ qua thì nó sẽ khó khăn hơn là các bạn dùng cái cách này. Các bạn vuốt ra và sau đó xỏ qua như thế này là được rồi. Chúng ta sẽ cuốn phần cánh hoa xung quanh sợi kẽm. Và dùng kim để may cố định vào. Cứ cuốn một vài cánh thì chúng ta lại may một lần. Thì như vậy cái bông hoa này nó sẽ được may chặt lại. Các cánh nó sẽ không có bị lỏng lẻo xê dịch ra. Sau khi cuộn xong thì các bạn sẽ may thêm một lần xung quanh. Các bạn sẽ may từ ngoài vào giữa bông hoa. Và tiếp tục từ ngoài vào giữa bông hoa. May như vậy xung quanh bông hoa luôn. Riêng cái phần cánh ở cuối cùng này thì chúng ta sẽ may cố định phần cánh này vào trong phần hoa như thế này luôn, chứ các bạn không có để cái phần cánh này nó rời ra như thế này. Là chúng ta sẽ may cố định phần cánh này vào luôn. Sau khi may xong thì các bạn lại luồn cái sợi len này xuống bên dưới. Như vậy là chúng ta đã cuộn xong phần hoa này vào trong sợi kẽm nhỏ. Và các bạn sẽ để cái sợi này. Chút nữa chúng ta sẽ luồn vào
trong phần thân hoa để chúng ta kết luôn. Và các bạn sẽ điều chỉnh phần cánh hoa sao cho cân đối và đẹp hơn. Phần nhụy này các bạn có thể cuốn nhỏ lại và xếp phần cánh hoa ở bên ngoài so le với nhau. Như vậy là chúng ta đã cuộn xong bông hoa hồng vào trong sợi kẽm nhỏ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc đài hoa. Đài hoa mình sẽ dùng màu xanh. Đầu tiên các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và móc vào bên trong vòng tròn này 20 mũi kép. Thì mũi kép đầu tiên sẽ là móc 3 mũi bính. Đây được tính là mũi kép đầu tiên. Và các bạn sẽ móc lần lượt 19 mũi kép vào bên trong vòng tròn. Sau khi móc xong thì chúng ta sẽ kết lại bằng mũi trượt. Các bạn sẽ kéo rút cái sợi ở đầu này. Và các bạn sẽ kết bằng một mũi trượt vào trong mũi bính thứ ba ở phía trên này. Hàng thứ hai, chúng ta sẽ bắt đầu móc những cái phần cánh chia ra ở trong cái phần đài. Thì các bạn sẽ thấy từ 20 mũi này, chúng ta sẽ chia ra làm 5 cánh. Và cứ móc xong một cánh thì chúng ta sẽ kết thúc và nối len vào trong mũi tiếp theo để móc phần cánh tiếp theo. Thì cánh thứ nhất mình sẽ móc lên 3 mũi bính và móc 3 mũi kép. Ba mũi bính này là tính là một mũi kép ban đầu. Các bạn sẽ móc tiếp tục 3 mũi kép tiếp theo. Quay ngược lại, móc lên 3 mũi bính và các bạn móc, không móc mũi bính vào cùng chân với lại 3 mũi này mà chúng ta sẽ móc vào chân tiếp theo. Các bạn móc một mũi kép và một mũi kép tiếp theo. Hàng này là chúng ta chỉ móc 3 mũi thôi, bao gồm 3 mũi bính ban đầu và 2 mũi kép. Các bạn quay ngược lại, móc lên 3 mũi bính và chỉ móc thêm 1 mũi kép là được 2 mũi kép. Sau đó các bạn sẽ móc thêm 2 mũi bính và kết thúc. Chúng ta sẽ thắt cho thật chặt lại ở đây và các bạn sẽ cắt gần sát, trừ ra một đoạn ngắn như thế này là chúng ta đã được
một cánh của phần đài hoa. Cánh thứ hai mình sẽ móc vào mũi tiếp theo thì các bạn sẽ đâm kim vào trong mũi tiếp theo của phần cánh thứ nhất và chúng ta sẽ lấy sợi len mới các bạn móc lên như thế này. Sau đó chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Và móc 3 mũi kép tiếp theo. Quay ngược lại. Móc 3 mũi bính. Và móc 2 mũi kép tiếp theo. Quay ngược lại. Móc lên 3 mũi bính. Và móc 1 mũi kép tiếp theo. Móc 2 mũi bính. Và kết thúc. Thắt lại cho thật chặt và cắt sợi này gần sát. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy cho tới khi phần đài hoa này có đủ 5 cánh. Đó là các bạn đâm kim vào mũi tiếp theo và móc sợi len mới lên. Sau đó chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính và móc 3 mũi kép tiếp theo. Nhớ là trong khi móc thì các bạn sẽ giấu cái sợi ở lúc đầu này luôn. Quay ngược lại, móc lên 3 mũi bính và móc 2 mũi kép tiếp theo. Quay ngược lại, móc lên 3 mũi bính và móc 1 mũi kép tiếp theo. Sau đó, móc 2 mũi bính và kết thúc. Thắt chặt lại. Sau khi các bạn móc xong thì chúng ta sẽ cắt những cái sợi thừa này. Các bạn lặp lại như vậy cho tới khi được 5 cánh của đài hoa. Sau khi móc xong 5 cánh của đài hoa thì chúng ta sẽ lấy cái sợi ban đầu qua khỏi cái lỗ ở giữa này, đưa ra ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ ráp phần đài hoa này vào trong phần thân hoa. Thì chúng ta sẽ dùng thân hoa xỏ từ trên, từ giữa bông hoa xuống dưới. Và các bạn lưu ý là đừng có để cho cái thân hoa này trồi lên trên quá, mà cũng đừng có kéo xuống thấp quá, mà các bạn sẽ để cho phần thân hoa này thừa lên một đoạn ở gốc của bông hoa, nhưng mà nhìn phía trên này thì chúng ta sẽ không thấy nó trồi lên. Sau đó tiếp tục xỏ phần thân hoa này vào trong phần đài hoa và xỏ luôn cái sợi kẽm vào trong. Dùng kim
để móc cái sợi màu đỏ thừa ở phần bông hoa này xuống luôn như thế này. Và sau đó chúng ta sẽ dùng súng bắn keo để dán cố định những cái cánh của phần đài hoa này vào trong bông hoa. Hoặc là các bạn có thể dùng kim để may ráp những cái phần đài hoa này vào trong bông hoa. Sau khi chúng ta dán hoặc là may ráp phần đài hoa này vào trong bông hoa rồi thì chúng ta sẽ dùng đoạn kẽm nhỏ này, các bạn cuốn xung quanh phần thân hoa để giấu những cái sợi len thừa này vào trong phần thân hoa. Sau đó các bạn sẽ dùng băng keo sáp, chúng ta cuốn từ phần gốc của đài hoa và các bạn cuốn xuống phần thân hoa như thế này là chúng ta đã làm xong một cành hoa hồng. Và cành hoa hồng này các bạn có thể dùng để cắm vào trong bình hoa. Chúc các bạn thành công.